Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay, thứ tư, ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình với những nội dung chính sau đây. Hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 12. Ủy ban nhân dân tỉnh làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải. Đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay, ngày 18 tháng 7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ cốt cán của tỉnh tại hội trường tỉnh ủy và toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân trong tỉnh thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị trực tiếp tại hội trường tỉnh ủy có đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đồng chí cán bộ chủ chốt của tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nêu rõ, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp hội nghị lần thứ 7 để bàn thảo luận cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành 3 nghị quyết quan trọng. Kính thưa giáo sư, tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Kính thưa Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Thưa các đồng chí tham dự hội nghị, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Lý luận Trung ương mà trực tiếp là giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông đã dành thời gian về truyền đạt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở tỉnh Quảng Bình. Chào mừng các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị và toàn thể đồng bào đồng chí trong tỉnh đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh Truyền hình của tỉnh. Chúc các đồng chí, đồng bào dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta đạt kết quả tốt. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 đã họp hội nghị lần thứ 7 để bàn thảo luận cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành 3 nghị quyết quan trọng, bao gồm: một là nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hai là nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ba là nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 đã thông qua là những vấn đề hệ trọng có tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta được xã hội đặc biệt quan tâm. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, cấp ủy tổ chức đảng phải khẩn trương tổ chức ngay, không được chậm trễ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, nhằm giúp cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên hiểu sâu hơn, nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng địa phương đơn vị, bảo đảm cho việc học tập, quán triệt nghị quyết thực sự có chất lượng và phát huy hiệu quả.
Tại hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu ba chuyên đề, bao quát toàn bộ những nội dung lớn của nghị quyết. Chương trình học tập quán triệt nghị quyết hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình của tỉnh Quảng Bình. Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 12 hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm cốt lõi của nghị quyết. Sau hội nghị học tập quán triệt, mỗi một đồng chí phải tự liên hệ với tình hình thực tiễn ở địa phương đơn vị mình và trách nhiệm của cá nhân để viết bài thu hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trên tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị toàn tỉnh học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 12. Chúc hội nghị của chúng ta đạt kết quả tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nội dung nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Cùng thời điểm với việc học tập tại hội trường hôm nay, có 13 trên 13 đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy, 623 tổ chức cơ sở đảng đã tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập quán triệt nghị quyết thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình tỉnh với 66.335 đảng viên tham gia học tập, đạt tỷ lệ 98,3%. Sáng nay, ngày 18 tháng 7, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Bộ Giao thông Vận tải do đồng chí Nguyễn Ngọc Đông, Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải làm trưởng đoàn về dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan. Dự án đường sắt tốc độ cao trục Bắc Nam có tổng chiều dài toàn tuyến là 1.545 km với số lượng ga trên tuyến là 23 ga, đi qua 20 tỉnh, thành phố và kết nối các trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội ở cả ba miền đất nước. Khi hoàn thiện toàn tuyến, sẽ kết nối Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Dự kiến chiều dài tuyến qua địa phận tỉnh Quảng Bình là 121,8 km. Điểm đầu tuyến thuộc xã Quảng Hợp, huyện Quảng Trạch và điểm cuối thuộc xã Sơn Thủy, huyện Lệ Thủy với một ga và ba trạm bảo dưỡng. Với vị trí địa lý, kinh tế, chính trị quan trọng là giao điểm của trục kinh tế Bắc Nam, Đông Tây, việc triển khai dự án đường sắt cao tốc Bắc Nam đi qua Quảng Bình là nhu cầu tất yếu để đáp ứng nhu cầu vận tải ngày càng tăng và góp phần tạo động lực để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trên cơ sở phân tích thuận lợi, khó khăn và đề xuất một số phương án, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến để thống nhất các nội dung cơ bản về hướng tuyến, vị trí ga, trạm bảo dưỡng và các hạng mục có liên quan của dự án. Hôm qua, ngày 17 tháng 7, Ủy ban Nhân dân thị xã Ba Đồn đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chương trình phối hợp số 09 giữa Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới giai đoạn 2013-2018. Xác định công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, nên thời gian qua, lãnh đạo thị xã đã tập trung chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã và các tổ chức thành viên thường xuyên phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau. Nhờ đó, quần chúng nhân dân đã từ hòa giải hơn 2.200 vụ việc mâu thuẫn, cung cấp cho lực lượng công an 2.876 nguồn tin có giá trị. Bên cạnh đó, thị xã không ngừng đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Trong thời gian tới, cả đơn vị phối hợp tiếp tục triển khai, thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận của Đảng và Nhà nước về công tác vận động quân chúng trong tình hình mới, phát huy vai trò lực lượng nòng cốt, người có uy tín, tăng cường trao đổi thông tin và công tác kiểm tra nắm tình hình địa phương, nhất là các địa bàn trọng điểm. Thời gian qua, thực hiện quyết định số 49 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ, huyện Minh Hóa đã thực hiện chi trả trợ cấp một lần và trao giấy chứng nhận cho 983 đối tượng với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Đây là những người trực tiếp tham gia dân công hỏa tuyến, kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế. Việc kịp thời chi trả trợ cấp cho cả đối tượng có công với cách mạng thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của Đảng, Nhà nước và quân đội. Qua đó góp phần giúp các đối tượng có công với cách mạng giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Thời gian tới, huyện Minh Hóa tiếp tục đôn đốc,
đẩy nhanh tiến độ xét duyệt hồ sơ, đảm bảo công khai, khách quan, đúng đối tượng và thực hiện chi trả cho cả đối tượng được hưởng trợ cấp đúng thời gian, hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Có một bài ca không bao giờ đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn đã trở thành truyền thống tốt đẹp, làm nên sức mạnh Việt Nam, một dân tộc anh dũng, kiên cường và nhân văn. Ngày Thương binh Liệt sĩ là sự kiện quan trọng, là dịp toàn thể dân tộc Việt Nam tưởng nhớ, tri ân các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người đã ngã xuống vì nền độc lập tự do của Tổ quốc. Đây cũng vừa là tình cảm, vừa là trách nhiệm của cả cộng đồng và toàn xã hội, để cuộc sống tinh thần và vật chất của người có công, gia đình chính sách đầy đủ hơn, ấm áp hơn. Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch vừa ra quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với một bác sĩ uống rượu trong giờ làm việc. Theo đó, bác sĩ Phan Tùng Lâm, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách vì sử dụng rượu bia trong giờ làm việc. Trước đó, thông qua đường dây nóng của Bộ Y tế, bệnh nhân đến siêu âm tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch thì thấy bác sĩ Phan Tùng Lâm, trưởng khoa chẩn đoán hình ảnh, người trực tiếp thăm khám, có biểu hiện say rượu. Sau khi nhận được thông tin phản ánh từ phía người dân, lãnh đạo bệnh viện đã mời bác sĩ Phan Tùng Lâm lên làm việc. Bước đầu, bác sĩ Lâm đã nhận lỗi và hứa sẽ khắc phục trong thời gian tới. Qua sự việc này, Ban Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cũng yêu cầu toàn bộ cán bộ, nhân viên, y bác sĩ bệnh viện trình đốn lại tác phong, thái độ ứng xử, làm việc của mình, đồng thời sẽ tiếp thu và xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm mà người dân phản ánh. Thưa quý vị và các bạn, hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình có khoảng 65 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền. Để đảm bảo an toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai và nước đá dùng liền, hàng năm, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã triển khai kiểm tra, giám sát định kỳ ở tất cả các cơ sở sản xuất. Trên thị trường nước uống đóng chai hiện nay, nước Quảng Bang là một trong những thương hiệu quen thuộc đối với người tiêu dùng. Sản phẩm của công ty cổ phần nước Quảng Bang, thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy. Mỗi năm, công suất của nhà máy sản xuất được 15 triệu lít nước, gồm nước khoáng không ga, nước khoáng man có ga, nước khoáng ngọt có ga, được đóng trong các loại bình, chai thủy tinh, chai nhựa PET khác nhau. Năm 2017, công ty cổ phần nước Quảng Bang đã đầu tư 8 tỷ đồng để nâng cấp thiết bị chiết rót cho dây chuyền sản xuất nước khoáng. Đổi mới, ứng dụng cả công nghệ hiện đại trong sản xuất là giải pháp lâu dài mà công ty thực hiện nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm. Trước hết là cái tiêu chuẩn nước khoáng thì chúng tôi là sản xuất theo TCVN 61/2010 là về cái quy chuẩn nước khoáng. Trong sản xuất thì chúng tôi đặc biệt chú ý là cái khâu lọc tiệt trùng và xử lý là cái khâu đầu tiên, thì khi đưa nước khoáng từ mỏ nước khoáng về. Từ khi có các cái luật về vệ sinh an toàn thực phẩm thì hàng năm chúng tôi là cho đào tạo và bổ sung dưỡng kiến thức cho người lao động về cái kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm, rồi khám sức khỏe định kỳ và những cái các tiêu chí khác giống như kiểm nghiệm thực phẩm hàng kỳ, hàng tháng, hàng quý và theo tiêu chí của cái vệ sinh an toàn thực phẩm đề ra. Có thể nói vì tính tiện ích nên nhu cầu sử dụng sản phẩm nước đóng chai, đóng bình, đá viên của người dân ngày càng nhiều. Số lượng cơ sở sản xuất theo đó cũng có xu hướng tăng lên qua các năm. Thị trường nước đóng chai vì thế cũng đa dạng, chưa kể đến những sản phẩm của các cơ sở sản xuất ngoài tỉnh. Sản phẩm trên thị trường càng phong phú, tính cạnh tranh càng cao, yêu cầu của người tiêu dùng càng khắt khe, nhất là yếu tố đảm bảo an toàn thực phẩm. Đối với các cái cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, cái điều kiện cần và đủ để đảm bảo sản xuất, thứ nhất về điều kiện con người, phải tập huấn xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm, rồi khám sức khỏe ban đầu và hàng năm triển khai khám sức khỏe định kỳ cho chủ và nhân viên các cái cơ sở sản xuất. Về điều kiện cơ sở vật chất trang thiết bị phải thực hiện theo quy định của nhà nước từ theo ý nghị định 15 mới nhất của chính phủ ban hành, hiệu lực từ tháng 2 năm 2018. Đi vào hoạt động được gần 10 năm, sản phẩm nước uống đóng bình, nước đá dùng liền của công ty trách nhiệm hữu hạn Thường Xuân thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy chủ yếu cung cấp cho nhu cầu của người dân trên địa bàn. Mặc dù sản phẩm tiêu thụ khá ổn định, tuy nhiên, thay vì mở rộng quy mô thì công ty lại định hướng ổn định thị trường đang có, tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là đảm bảo an toàn thực phẩm để giữ vững sự tin dùng của người dân. Nói chung cái tiêu chí mà
để đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm là chúng tôi là đưa ra đó là điều sống con của doanh nghiệp, của sản trong sản xuất, và bên cạnh đó cũng phải tôn trọng sức khỏe của cộng đồng, luôn luôn đưa tiêu chí đó lên hàng đầu. Đảm bảo an toàn thực phẩm, các cơ sở sản xuất nước uống đóng chai, nước đã dùng liền cần phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu mà luật an toàn thực phẩm đã quy định. Tuy nhiên, an toàn thực phẩm còn được đảm bảo bởi trách nhiệm của người sản xuất. Thực tế, kết quả các đợt kiểm tra, kiểm soát định kỳ đã cho thấy hầu hết các cơ sở sản xuất đã nhận thức rõ về trách nhiệm của mình, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm trong sản xuất nước uống đóng chai và đa viên. Từ đó, thực trạng sản xuất mặt hàng này trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực qua các năm. Các cơ sở cũng đã chủ động cho chủ cũng như là nhân viên các cơ sở là khám sức khỏe ban đầu cũng như là khám định kỳ để kiểm soát nhằm phát hiện các cái bệnh có nguy cơ lây lan trong cái vấn đề sản xuất nước uống đóng chai, để phòng ngừa tránh lây nhiễm qua cái đường thực phẩm, để đảm bảo an toàn thực phẩm trong nước uống đóng chai. Các cái điều kiện về cơ sở trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất nước uống đóng chai, các cơ sở cũng từng bước hoàn thiện hơn, đặc biệt là các cái khâu từ quy trình sản xuất cũng như là trang phục phục vụ cho cái hoạt động sản xuất, các cơ sở thực hiện rất là tốt và nghiêm chỉnh. Bên cạnh sự vào cuộc của các cơ quan chức năng, người tiêu dùng cần tỏ thái độ kiên quyết, không chọn mua các sản phẩm được uống đóng chai, đóng bình không có địa chỉ rõ ràng, không công bố chất lượng sản phẩm và không có giấy phép đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Đồng thời, phát hiện và thông báo cho các cơ quan chức năng xử lý các cơ sở vi phạm. Đó là việc làm cần thiết để mỗi người tiêu dùng bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và toàn xã hội. Mời quý vị và các bạn theo dõi công điện của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Điện: Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn các sở, ngành, đơn vị. Theo tin của Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình, hồi 4 giờ ngày 18 tháng 7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc, 110,5 độ Kinh Đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam, cách đất liền các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh khoảng 470 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, tức là từ 75 đến 90 km/h, giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 25 đến 30 km. Khoảng chiều tối nay, ngày 18 tháng 7, vùng tâm bão với sức gió mạnh cấp 8, giật cấp 10 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực ven biển các tỉnh từ Thái Bình đến Hà Tĩnh. Sau đó bão sẽ đi vào đất liền và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, thị xã, các sở ngành chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. 1. Thực hiện nghiêm túc các công điện số 10 CDTU và 11 CDTU của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 2. Theo dõi, kiểm đếm tàu thuyền, thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không đi vào vùng nguy hiểm. Nghiêm cấm việc ra khơi của tàu thuyền, giữ liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để kịp thời xử lý các tình huống xấu có thể xảy ra. 3. Thường xuyên theo dõi diễn biến của bão, mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng, chủ động triển khai các phương án ứng phó, nhất là các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng thấp để đảm bảo an toàn về người, tài sản và phương tiện. 4. Triển khai thực hiện phương án đảm bảo an toàn hồ chứa nước, các công trình đang thi công. 5. Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu. Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Hết nội dung công điện. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi những thông tin về dự báo thời tiết. Khu vực thị trấn Đồng Lê, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%. Khu vực thị trấn Quy Đạt, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 81 đến 98%. Khu vực thị xã Ba Đồn, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn.
chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%. Khu vực Phong Nha, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 29 độ, độ ẩm từ 81 đến 98%. Khu vực thị trấn Hoàn Lão, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm từ 80 đến 98%. Khu vực thành phố Đồng Hới, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 81 đến 98%. Khu vực thị trấn Quan Hầu, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm từ 81 đến 98%. Khu vực thị trấn Kiên Giang, trời nhiều mây, có lúc có mưa, ngày nắng gián đoạn. Chiều tối có lúc có mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông đề phòng tố lốc và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 82 đến 97%. Dự báo thời tiết biển, có mưa và dông rải rác. Trong cơn dông đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nam đến tây nam cấp 5. Từ chiều tối có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1 đến 2 mét, biển động. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.